Oye, Rafael. Ok. Chào, sau đây và chào mừng quay trở lại với livestream tiếp theo của tôi. Thì như thông tin ban đầu chúng ta đã được biết, chắc là mấy tuần rồi nhỉ? Thì ngày hôm nay là sẽ là ngày cuối cùng của Runway Season 3. Trước khi chúng ta chuẩn bị chào đón Runway Season 4 sẽ cập biến về sếp Việt Nam vào đúng lớn lên. Và bây giờ tôi sẽ cho bạn xem video và tôi cho mọi người một góc nhìn, tôi cho mọi người nhìn hôm nay xin dùng 4 phải xem video nó sẽ như thế nào.